nhà bên với chung khoảng chừng 15-20 phút đó mọi người. Bây giờ tụi bên đạp ra biển nè. Let's go, honey. Hôm nay thứ bảy, cuối tuần nên cũng có nhiều người đi biển, có nhiều người đi về rồi. Bây giờ khoảng là 2 giờ chiều nên có một số người ra đây buổi sáng thì về rồi, còn cũng có một số người bây giờ mới đi ra. Mọi người thấy ở Florida bây giờ nhà hàng ở ngoài trời này người ta vẫn đi ăn đi uống, cũng có nhiều người, cũng hơi bình thường lại rồi. Chỉ có ở trong nhà thì phải mang khẩu trang, còn ở ngoài thì không có cần mang khẩu trang, lúc mình ăn uống thì không có cần mang khẩu trang. Follow you. Hôm nay trời gió lắm mọi người, trời gió này là cũng hơi lạnh chút chút. Biển này đây gọi là City of Deerfield Beach, biển này gọi là biển Deerfield. Ở đây có một cái cầu đi ra để câu cá. Chút xíu bạn với chuẩn đạp xe xong rồi sẽ đi câu cá. Ôi, anh ý. Mấy chiếc xe đậu chắn hết cái view rồi. Those cars, they park there, they cover the view. Wanna go on the sidewalk? No, too many people walking. Trên hỏi bên có muốn lên sidewalk không mà mình thấy cũng còn nhiều người đi bộ trên đó quá thôi. Lái như này cho nó an toàn khỏi phải tránh người. Biển ở Florida thì rất là giống biển Việt Nam á mọi người. Hả? Yeah. Just park here and go to beach, right? Yeah. These beaches looks like a Vietnamese beach a lot. Yeah. I don't know about Taiwan. Yeah, but back home we have beaches with the palm trees like this. Biển này bạn nghĩ chắc giống biển Nha Trang á mọi người hả? Biển ở ngoài Lăng Cô bên thì không có cây dừa ở dưới biển như vậy, nhưng mà Đà Nẵng thì có, ở Nha Trang cũng có. Mấy cái thành phố du lịch á thì bạn thấy có trồng nhiều dừa gần biển. Yeah, đi vào trong đây quay cho mọi người coi chút xíu này. Hôm nay gió mạnh đó mọi người, hy vọng vào trong cái video này nó không có ồn lắm, chứ ồn thì cũng làm cho mọi người hơi khó chịu. Đây, ở sát đây có một cái con đường này đậu xe, ai mà đậu được xe ở đây bên thấy may mắn, đậu đây cái xuống này tắm luôn gần đó. Thường là nó bãi cỏ nó dài vậy, nhưng mà có một số nơi người ta chắn ra, người ta trải thảm cho mình đi xuống biển thì người đỡ bước lên trên cỏ hơn. Hôm nay trời cũng có lim dim, có nắng lớn lắm. Bạn này thích đi biển mấy ngày này nè, nắng quá nó cũng rát da. Tại vì bạn không có tắm, bạn chỉ ra đây bên đạp xe đạp với là đi bộ xíu lên trên cái cầu đằng kia kìa, thì câu cá thôi. Cho nên chi bên thích trời như vậy, trời lim dim này cho nó mát. Nè, đem mấy cái lều này ra, có mấy cái ghế này nằm lý tưởng mọi người hả? Chắc mấy cái lều này của người ta cho mướn á. Đúng rồi, tại vì nó có nhiều cái lều khác nhau kìa. Còn như mấy cái ghế này mới là cái ghế người ta đem trong nhà ra nè. À, cái này có mấy người đang tắm biển. Mấy đứa nhỏ nó thích tắm biển cực kỳ đó. Bên qua Mỹ vậy chứ ở nhà cách biển 10-15 phút, chứ nhiều khi một năm đi ra đây có 2-3 lần thôi à. Còn tắm thì chắc là không có lần nào luôn á. Đi ra tắm biển rồi
chỗ này là cái chỗ có người cứu hộ ngồi đó, lỡ có việc gì, lỡ có tai nạn accident gì thì người ta chạy ra kịp. Mà sát bên biển nó có thêm một cái firefighter nữa. Cái này là chữa cháy, nhưng mà nếu mà có trường hợp gì khẩn cấp, tai nạn hay emergency gì đó thì bạn nghĩ chắc người ta cũng giúp được, cũng tiện lợi với lại an toàn. Chun đang đứng giữ xe đạp cho bạn với Chun. Ok honey, hello. Yeah, honey, there's a firefighter over there. If any emergency, yeah. But what is right here, right? Huh? Why they need a fire department? If the, no, the sea here, but you cannot just go there and grab. Why not? Oh no. Chun hỏi là tại sao nước nằm bên ngay bên cạnh đây mà chữa cháy nằm bên đây, có gì có cháy thì lấy nước ở đây tưới, mà ai mà đi xách từng ca nước mà đi tưới? Nobody gonna go there and then yeah. Like run in there and then try to fight with the fire lighter. Very not smart. Okay. Let's go. Bạn đi tới đây bạn thấy có một cái máy trả tiền nè. Cái máy này là để trả tiền để đậu xe đằng kia đó mọi người. Trả tiền với cái bảng số. Mình trả tiền xong rồi hình như mình cái tờ giấy hay là nó trong cái hệ thống nó có lưu lại cái số biển số xe của mình đó. Thì khi mà người ta đi kiểm tra xem thực mình đã trả tiền đậu xe chưa thì người ta mở cái ứng dụng ra thì người ta thấy đây này, 3 đồng 1 giờ. Ở bên đây có cái trụ nước ngọt cho mấy đứa nhỏ nó tắm ở dưới đó, nước mặn xong lên đây thì tắm lại. Nhiều giống y Đà Nẵng luôn á, Đà Nẵng bên còn có mấy cái giống vậy nè. Mà ở Đà Nẵng bên nó có mấy cái bãi tắm lớn á, người ta làm nhiều cái shower, cái giống như là cái vòi sen á để cho mình tắm biển. Bên ở Việt Nam, ở Đà Nẵng thì lại hay đi tắm biển, mà qua đây thì không. Biển ở đây nó có mấy cái trụ đá, mà mấy cái trụ đá này nó vui lắm mọi người. Mọi người thấy cái khoảng cách thôi, giống như là nó hầu như là nó bằng nhau không đó. Hai cái cầu này cũng gần nhau nè, rồi tới hai cái cầu này cũng vậy luôn. Từ đây tới đây nhìn nó có vẻ đều nhau, giống như là nhân tạo, mà bạn cũng không biết là nhân tạo hay là tự nhiên nữa. Honey, look at the distance between them, it's like pretty even. Like artificial, people do it on purpose or something. Yeah, on purpose, okay. You're yeah. Right. It's not natural, right? I mean, bạn cũng nghĩ là yeah, bạn nghĩ là đá này là đá tự nhiên, nhưng mà người ta để đây có dụng ý của người ta. Tại vì á, đá để đâu mà điều về mọi người, ở đây tới đoạn này cũng bằng nhau, ở đây cũng bằng nhau, rồi tới đằng kia chút xíu nó cũng bằng nhau nữa đó, từng nốt vậy đó. Anh như cho người ta đi lên trên đó cho nó đẹp. Ở đây là mấy cái apartment này, mấy cái căn hộ này cũng mắc tiền lắm mọi người. Mắc tiền rồi hàng tháng phải đóng cái tiền HOA, là tiền cho cái tổ chức mà nó quản lý cái chỗ mình ở.
HOA stands for Home Association Owner. Homeowner Association. Yeah. Một tháng like how much is a month like 800-900. Yeah, chứ nói là ở gần biển là một tháng cũng phải là 800-900 đồng. Là mình mua cái nhà xong mình trả tiền nhà, mình trả tiền thuế đất, mình trả tiền điện nước, đủ thứ rồi mình phải trả thêm một tháng thêm 7-8 hoặc là 800-900 đồng nữa cho cái ban quản lý á mọi người. Mà dọc đường biển này bạn thấy có rất là nhiều apartment mình. Hôm nay trời gió này, nhưng mấy cái dừa nó nghiêng. Wow. Đang là 22 độ, 22 degrees. It's not cold but it's very windy. Nó cũng là không có lạnh lắm nhưng mà tại vì trời nó gió nó mạnh quá cho nên chi là cảm giác nó lạnh nhiều hơn. It's like Chicago, right? It's very cold, it's cold because of the windy. Oh, lạnh thiệt quá. Let's go, honey. You know, I bought Ben a gift last year for a birthday. Guess how much I spent? It's still under construction, so I cannot show you guys. But once it's done, you know, I'll show you guys inside, okay? It's just $20 million, okay? Chưa nồng nổ vậy sợ. Ben với Jun á đạp xe cái thấy ở đây có cái miếng đất trống mà ở bên đằng kia cũng đẹp nữa nên dừng lại quay một chút cho mọi người coi. Cái Jun check ra thì thấy cái nhà này nè vừa mới bán không được bao lâu. Mọi người biết giá bao nhiêu không? 20 triệu đô á mọi người. Cái nhà là 13.000 square feet. Mà mình chỉ được đứng ở ngoài coi quay vậy thôi chứ chứ mình đâu có biết cái gì ở trong nó có cái gì đâu. Wow. And also just purchased this empty to build a new dock for the boat. That's your gift this year. Nổ vậy sao? Ông kêu ông mua cái miếng đất này xong rồi ông xây cái chỗ mà đậu thuyền đi ra đậu thuyền chạy cho thuyền chạy vô chạy ra mọi người. Bên kia có một cái nhà đang xây kìa, ở đây có cái nhà cũng đẹp nè mọi người nè. Mấy cái nhà ở bên cái này gọi là intercoastal, cái này là mấy cái đường mấy cái con sông này đi dẫn ra biển được. Đây là mấy chiếc thuyền này chạy trong sông này rồi chạy ra thẳng ngoài biển được. Mấy cái nhà tiền triệu một con số đâu, triệu hai con số á, giống như cái nhà hồi nãy bên quay là 20 triệu. Hôm nay trời không có nắng lắm, gió nên cũng ít có người đi thuyền, chứ bình thường là có nhiều người đi lắm. Này cái con đường này mới toanh luôn, mày nghĩ chắc cái người mà muốn mua nhà đằng kia là mua luôn cái miếng đất này xong rồi xây cái này để đậu tàu luôn. Đằng kia có một cái thuyền bự kia. Oh. Yeah, that's couple big boat. Yeah. Đằng này có một cái thuyền bự nó đang tới nè. Yeah, like 5 million maybe. Một cái thuyền nó bạn cũng biết bao nhiêu tiền nữa. Bạn thì đoán, chuyên thì nói có thể chắc cũng 20 triệu giống như là cái nhà đằng sau lưng. Còn bạn nói cũng có thể là 5 triệu. Mấy cái thuyền vừa này cũng hợp lý nè ha. Ý là Ben nói mấy người giàu trong phải Ben đâu. Ben thì làm gì có tiền. Ben thì cứ 5 triệu mà tiền Việt Nam thì Ben có đó. Còn triệu đô thì mơ Ben cũng không thấy nữa. Nhiều khi ngủ nằm mơ muốn mơ thấy cũng không thấy được nữa. So-so. Yeah, I don't like it much. Yeah, don't buy this one. I don't like it. Okay, honey? How about that one? The small one. No, still I don't like it. Yeah, they don't have any kayak or paddleboard here. Paddleboard. Yeah, I prefer those. See, which I see is not that I don't want to buy her. It's that she doesn't want it. Chuyện chỉ chiếc này bên nó bên cũng bán thích bình thường thôi, cũng có gì đặc biệt hết. Chiếc nhỏ nhỏ kia bên nó không, mình cũng thích lắm. Bên thích mấy cái chiếc kayak, mấy cái thuyền nhỏ nhỏ hoặc là mấy cái paddleboard để mà mình bơm lên xong rồi mình chèo bằng cái tay chèo mọi người. Tại vì mấy cái chiếc đó có mấy trăm đô thôi.
biết là khả năng Trung mua được nên là bé mới thích. Còn mấy cái căn này có thích thì chỉ có nằm mơ thôi chứ không bao giờ mua được, không bao giờ mới tới. Nhìn nhà đã quá mọi người ha. Đây, mục tiêu phấn đấu đây mọi người ơi. Hả? Smaller, how do you like it? This one? That looks okay. Okay. Yeah. But I don't like it. Yeah, you know what I like, honey? Like kayaking or paddleboard. Okay. Yeah. Go to Costco and get one for you later. Okay. Thôi trở về với thiền tài, quay lại với hai chiếc xe đạp nằm đằng kia, hai chiếc xe đạp. Okay. Back to reality. Go back to our. Alright. Oh, $100 bicycle. Ôi ông ơi, nói chuyện nổ. Okay, let's continue. Oh no, my boy. Bây giờ Ben với Jun đi câu cá. Jun là mê câu cá lắm, nhưng mà mấy bữa nay trời gió, với lại đằng sau nhà Ben có cái canal, cái con kênh nhỏ, cho nên Jun cũng hay ra đó đứng câu. Lâu rồi mới về lại biển đi câu cá nè. Đây nè mọi người, câu cá là một người 4 đồng, còn không câu cá là người ở đây thì 1 đồng, người không ở đây thì 2 đồng. Có đi honey. Bây giờ nắng lên đẹp rồi nè. Bây giờ là đang là tháng 2 mà ở trên phía Bắc á, còn là đang bão tuyết với lại bị đông đá nhiều lắm mọi người, mà mọi người thấy nè. Nói chung Ben ở Florida cũng thấy may mắn là vì thời tiết nó rất giống Việt Nam. Trời hầu như là nắng quanh năm, rồi ra ngoài biển thì không nhiều cũng ít, nhưng mà Ben thấy là mọi người đi tắm biển được quanh năm luôn á. Chỉ có những ngày trời gió thì sóng nó mạnh, nước thì chắc sâu, gió nó mạnh nè. Mấy đứa nhỏ nó tắm chỉ tắm trong bờ thôi, còn cũng không dám ra xa. Ngoài đây nước nó đập vô với nó cuốn ra mạnh lắm. Today, honey? Squid. Oh, hôm nay chuyên câu mực. No shrimp. Bữa trước mà Ben đi ra đây, Ben thấy đứng trên cầu quay xuống là có mấy con cá mà cái mũi nó dài á. Ben cũng không biết cái con cá đâu mà là con cá gì á. Không phải là cá kiếm mà nó nhỏ chút xíu thôi. Mà cái miệng nó dài, cái sừng mà hơi xanh xanh á. Bây giờ thì không có thấy, chắc là Ben nghĩ là chắc vì mùa. Chúng đem ba cái cần câu, đem bao nhiêu cần câu vào đây cũng như nhau hết, người ta chỉ chặt tiền trên đầu người thôi, không có chặt tiền cần câu hết đi. You only pay by person, right? Xem đi câu mang gì theo đây. Mikey có một bộ đồ nghề, some weight and some hook. I have. Can you bring a scissor or? I have a little knife here. Có một cái dao nhỏ. Forgot to wash it. And some fishing line. Backup rod. Có một cái cần câu. Có một cái cần câu dự phòng với lại mấy cái dây cướp. This thing for the fish. Haven't used it yet. Never. For the fish? For what? You caught a fish, you can cook it on the mouth and you can hold it. Like spiky. Cái đó để mà kẹp vô nó cái miệng cá để giữ á, mà chưa. Từ ngày mua cái đó giờ chưa bắt được con nào hết. Chưa có kẹp được con nào hết. So far I haven't got a chance. Yeah, I know honey. It's so windy, trời gió lắm luôn nè. Không biết mọi người có câu được cái gì không. Nè mọi người, ở đây có một cái bàn để mà người ta bắt được cá đó, người ta lên người ta một là rửa cá, còn hai là giống như là cắt mồi á, nó có hai cái thớt này.
xong rồi có nước để mở nước ra rửa tay với lại rửa cá, rửa mồi được luôn á. Đây tại vì cái cầu này là để cho người ta ra coi với lại ra chơi với lại ra câu cá cũng nhiều. Buổi tối á, mà trời không có gió thì người Việt Nam mình ra đây câu cũng nhiều lắm mọi người. Mà Chun nói bữa nào mà đi câu cá mà gặp thấy nhiều người Việt Nam là biết bữa đó có cá, còn không thấy người Việt Nam là biết là không có cá. Mực. Is it the one I bought or the one you bought? No, this is one Zhewei bought. Mực này bây giờ cắt nhỏ ra nè. Trời, ông đem cái dao nhìn cái dao nhỏ chút ép vô chưa? So cold, still frozen. No, if you when you drop them down there, they will be ready. Nó còn đông đá luôn, tại vì sáng nay mới lấy ra rã đông từ trong cái thùng. So cold. Đây, mấy con này là mấy con hay cướp mồi câu cá nè. No, yeah. And you don't feed them. You feed them, they're gonna be around all the time. Trời, không có biết sợ mình luôn á mọi người nè. Ben đứng ở đây nè, thế nè. Đó, đôi giày của Ben đây nè. Mà cái con chim nó nằm ở đây rồi nè. Nó không có sợ mình luôn, nó tới đứng sát mình luôn á. Careful. No, I know, but they say don't feed the wild, right? Okay, so tại vì ở trên cái cầu này người ta đã ghi là không có được cho mấy cái con vật hoang dã này ăn. Tại vì mình ăn, nó cho mình cho nó ăn là nó quen, là nhiều khi nó tới nó tấn công mình. Để nó lấy mồi á. Oh no no. No honey, no no. No, don't attack me, don't attack me. Nó không sợ luôn, nó đi tới lại được kìa. Oh, it's not okay. The other side. The other side, they have a lot. Anh em mọi người, ở đây người ta có làm mấy cái lỗ trên cái thành đó. Đi hộ. Hey, hay không? Yeah, yeah. No, this one is opposite the wind. Cái hướng nó là từ hướng ngược gió. It is here. This one, honey. This hole here. Is that? Đây nè, cái son. Hả? It's always on the left hand side. Why is it? I don't know. Fish. Bây giờ kéo lên nếu mà không có thấy cái mồi bị ăn á, là biết cá nó không có cắn, không có cá ở dưới đó. Là đây mới chuẩn bị về. No. It's not even a boy. Have you caught two squid? Nhìn kìa, nhìn nó bay không có thấy cái. Cá nó không có thèm cắn câu luôn á mọi người.
Hồi đi về thôi lạnh quá, ở ngoài đây nó gió lạnh quá mọi người ơi. Yeah, it's too cold. Yeah, that's why we go home. Okay. Hôm nay đi câu không được một con cá nào cắn một miếng mồi luôn á, tại vì bao nhiêu miếng mồi mình treo lên đó mình thả xuống mình vớt lên lại á là vẫn y chang vậy, không có thất thoát miếng nào hết. Thôi coi như là hôm nay đi giải trí ra ngoài đường thể dục thể thao cho nó hết ngày. Đi lên đám cái chân của nó cái thùng sáng nãy hay là why Henny? Why you keep me in the box? Okay, còn mấy cái mắt này nè, chung lúc nào câu xong còn bỏ mấy cái mắt này vô an toàn. Tại vì nhiều khi mình đi vậy nó bay không biết nó mắc vô người, hình như chung bị mắc vô người lần nữa. Henny, this one got into your body once. All the time. Could you already have a ship? Yeah. Have a ship. No more. Yeah, đây mọi người. Ở đây có cái rửa tay nè, cho mấy người câu cá. Ừ, rất mạnh. Mà nước này là nước ngọt á mọi người. Không có phải nước mặn. Henny, this is fresh water, right? Đúng rồi, ai mà rửa nước mặn thì rửa nước mặn nó thích cái tay ha. Okay, Henny, say bye to everyone. Đây là xong một ngày cuối tuần, vừa đạp xe, vừa đi câu cá. Cảm ơn mọi người. Không có được một cái bẫy nữa. Hổng này, nổ bánh sáng. I said not even one spell. Yeah, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi kênh của Diamond Jun.